À, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn thêm một website kiếm tiền ở nước ngoài nữa. Đây là một website mới khởi chạy vào đầu năm 2020 và cho thấy thời điểm hiện tại thì nó cũng đã bắt đầu trả tiền cho người chơi. Thì đây là một website kiếm tiền online bằng việc là đọc email. Các bạn đăng ký tài khoản ở trên này bằng địa chỉ email của các bạn. Sau đó các bạn nhận email hàng ngày và đọc hàng ngày những cái email mà các bạn nhận được và các bạn sẽ nhận được tiền. Giá của mỗi email các bạn đọc được là nó dao động từ khoảng 0 0016 đô tới 0.001 tới 0.01 đô và min ở trang này là cực kỳ thấp nó chỉ min bay của nó chỉ 0.02 đô đây là một điều mình cực kỳ thích ở những trang kiếm tiền như thế này vì min bay cực kỳ thấp mình kiếm được bao nhiêu mình sẽ rút về bấy nhiêu tránh việc là cái trang của nó scam bất cứ lúc nào ok trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay các bạn nhớ like cũng như là đăng ký kênh của mình và bật chuông thông báo để luôn theo dõi những cái video mới nhất mình mới ra giới thiệu chia sẻ các bạn những ứng dụng những website kiếm tiền ở nước ngoài. Ok và website mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó là cái website Volotic. Thì link đăng ký mình đã để dưới phần mô tả các bạn chỉ việc vào đó và đăng ký thôi. Thì để đăng ký để làm việc để nhận tiền được với trên này thì đầu tiên các bạn phải đăng ký tài khoản thì khi các bạn click vào link thì nó sẽ mở ra cho bạn một giao diện để các bạn đăng ký như thế này thì đầu tiên các bạn điền username sau đó các bạn điền cái địa chỉ email của các bạn địa chỉ email là một đây là một cái cực kỳ quan trọng nha các bạn các bạn phải đây là địa chỉ email các bạn dùng để nhận những cái email hàng ngày để các bạn đọc và các bạn kiếm tiền cho đó cái địa chỉ email của các bạn phải là cái email bạn thường xuyên sử dụng và nó phải là cái email thực Thứ hai nữa là rồi tiếp đến các bạn điền mật khẩu sau đó các bạn cần phong lại mật khẩu. Còn cái mục refro đây là refro của mình các bạn thích thì các bạn để refro của mình còn không các bạn xóa đi cũng được. Rồi sau đó các bạn tích hai cái. Tôi đồng ý những với những điều khoản này sau đó các bạn click vào register. Thì khi các bạn click vào register thì nó sẽ mở ra, nó sẽ đến, nó sẽ gửi một cái email tới cho các bạn là để xác thực cái địa chỉ email của các bạn có dạng như thế này. Thì các bạn click vào cái đường link để xác thực cái tài khoản của các bạn. Khi các bạn click vào đường link xác thực thì nó sẽ hoàn thành việc đăng ký tài khoản của các bạn. Và sau khi đăng ký tài khoản xong thì các bạn mở được cái giao diện như thế này thì đây là cái giao diện làm việc của cái trang Volotic. Thì các bạn thấy đây là cái mục mà tài khoản thông tin cái số tiền số dư của các bạn. Còn đây là cái lịch sử mà các bạn đã đọc mail. Thì ở đây mình cũng chia sẻ cho các bạn những cái điều mà các bạn nên làm để có thể nhận được nhiều mail, nhiều email nhất có thể. Vì các bạn ở đây các bạn đọc email và các bạn nhận càng nhiều email để các bạn đọc thì các bạn nhận được càng nhiều tiền. Ok, sau khi tiến hành đăng nhập thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn tạo được nhiều mail nhất để các bạn đọc. Thì đầu tiên các bạn vào cái mục là cái link của Volutic thì ở đây nó đầu tiên nếu các bạn thấy nó sẽ gửi email tới cho các bạn thì nó sẽ không có cái chữ Volutic này. Volutic này mà nó sẽ là cái email của nó sẽ dạng là support support này. gmail.io. Thì để nhận được nhiều mail trên này thứ hai Thứ nhất thứ hai nữa là để những cái email Volutic này nó không nằm trong cái mục bị chặn, tức là cái email được Volutic gửi tới hoặc là nó nằm trong mục spam thì các bạn đầu tiên các bạn phải phản hồi. Tức là khi các bạn nhận được cái email của cái Volutic thì các bạn phải click vào mục trả lời và các bạn trả lời bất kỳ cái gì các bạn muốn, ví dụ các bạn say các bạn say thank you cũng được. Ví dụ các bạn say thank you cũng được. Sau đó các bạn gửi đi là để nó Gmail nó sẽ xác nhận được là đây là một cái địa chỉ email mà thực và mình có tương tác để nó sẽ không chặn cái email này và nó sẽ hoặc là nó sẽ không gửi cái email nào vào mục spam. Thứ hai nữa là các bạn phải lưu cái Gmail này lại vào danh sách của các bạn, tức là các bạn phải lưu ví dụ ở đây mình đã lưu là Volotic. Các bạn thấy không? Địa chỉ liên hệ của nó là Volotic thì các bạn phải lưu trong danh bạ của các bạn, trong danh bạ Gmail của các bạn là volutic hoặc là các bạn lưu, lưu một cái tên gì đó bất kỳ đều còn cho để cho các bạn nhớ miền là các bạn có lưu cái địa chỉ email này vào trong dân bả gmail của các bạn tiếp theo nữa là các bạn phải chọn cài đặt mặc định là những cái email mà của volutic này gửi tới là nó đều được đánh dấu sao tức là dạng đặc biệt có gắn dấu sao thì các bạn phải tích click vào mình đã chọn dấu sao tất cả những cái thư mà Volutic gửi tới đều hiện dấu sao đều nằm trong mục là thư có dấu dấu sao hết cho cho mình vì vậy là mình sẽ luôn nhận được những cái email của Volutic gửi tới và không sẽ không bị chặn thì để kiếm tiền được trên này thì khi các bạn nhận được một cái email của Volutic gửi tới thì các bạn sẽ click vào đọc ví dụ ở đây mình có nhận một cái email những cái email của Volutic gửi tới nè thì mình ví dụ ở đây mình muốn đọc thử một cái email thì mình sẽ click vào một cái email bất kỳ. thì khi một click vào một cái email được volutic gửi tới thì các bạn sẽ thấy được một cái đường link đi kèm ở dưới và nhiệm vụ của các bạn để phải là phải click vào cái đường link này để kiếm tiền. không đơn thuần là các bạn chỉ việc click vào mail các bạn đọc thế này là xong mà các bạn phải click thêm cái đường link này nữa các bạn mới kiếm được tiền. thì để kiếm được tiền thì đầu tiên các bạn click vào cái đường link này thì nó sẽ mở ra một cái tab mới và phần trăm ở trên này nó cũng sẽ lót các bạn chú ý nó sẽ lót hết đúng 100 phần trăm thì các bạn sẽ nhận được tiền đó như vậy là nó đã lót xong 100 phần trăm và các bạn điền cái captcha ví dụ captcha của nó là click auto clip là chiếc lá thì mình sẽ click vào đây rồi mình click stand ó à, lúc đó là nó đã ra đi quá áp và mình đã nhận được tiền. Thì như vậy là xong và các bạn sẽ tiến hành tắt cái tab này đi. Rồi các bạn quay lại các bạn đọc cái email tiếp theo. Thì tương tự như vậy các bạn sẽ đọc từng email một cho tới khi nào hết email thì thôi. Thì nó cái email của Volutic này thì nó sẽ gửi được gửi tới liên tục hàng ngày cho các bạn. Và với những cho các bạn thì các bạn nhớ là áp dụng những cái phương pháp mà mình đã nói để ví dụ là add vào danh bạ rồi tích dấu sao rồi reply thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều cái email được Volotik gửi tới thì đó là cách gửi tiền bằng việc là đó là cách kiếm tiền bằng việc đọc email trên Volotik thì ngoài cách này thì trên Volotik nó còn có thêm một cái nữa đó là giới thiệu referral tức là giới thiệu bạn bè thì ở đây hiện tại trên cái Volutic này đang mở rộng cái số lượng user của nó nên chỉ nó những có những cái chương trình mà nó đang có chương trình là giới thiệu user cực kỳ hấp dẫn. Thì các bạn có thể thấy được cái chương trình mà Refro của nó. Thì đây các bạn có thể thấy là minpay của nó là 0.2 đô này và chương trình Refro của nó tới 6 level thì level 1 là nó sẽ các bạn sẽ nhận được 100% Ví dụ bạn giới thiệu một bạn bè kiếm được một đô thì bạn sẽ nhận được đúng một đô. Đây các bạn có thể thấy ở đây. Đây là Revo level 1. Level 2 là tới 90%, level 3 là tới 80% và các bạn có thể thấy cái số lượng level là cực kỳ khủng. Cái số lượng mà phần trăm để các bạn hưởng hoa hồng là cực kỳ lớn. Nếu chưa các bạn có thể tận dụng với cái dạng này thì mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn là các bạn có thể đăng ký được nhiều tài khoản. Ví dụ chỉ cần các bạn có nhiều email thì các bạn có thể đăng ký được bao nhiêu tài khoản tùy thích với điều kiện là các bạn phải dùng cái trình duyệt ẩn danh hoặc là dùng VPN. Hoặc là các bạn dùng có một máy tính và có một iPad và có một điện thoại thì các bạn có thể đăng ký được ba tài khoản để có thể kiếm tiền và mỗi tài khoản các bạn cứ refroll cho nhau thì các bạn để các bạn có thể nhận được tiền với trên này. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cách để các bạn rút tiền ở trên này thì rút tiền ở trên này là chủ yếu là rút tiền về ví Bitcoin và ví Payer. Thì hiện tại là ví Payer là cái ví thông dụng nhất để rút tiền ở trên này vì nó sẽ các bạn khi các bạn rút tiền với Payer thì nó sẽ về ngay lập tức các bạn chỉ cần làm lần xong là tiền nó đã vào ví của các bạn liền. Thì để rút tiền thì các bạn vào cái mục withdraw, các bạn có thể thấy ở cái mục withdraw ở đây, thì các bạn vào mục withdraw sau đó các bạn ở đây nó sẽ tự động điền cái payer cho các bạn này các bạn có thể thấy là rút tiền bằng payer này thì để rút tiền với payer thì đầu tiên các bạn phải add địa chỉ payer vào thì để add địa chỉ payer thì các bạn vào đây và bạn vào click vào add new này sau đó các bạn điền enter your payer address này thì các bạn điền cái payer address của các bạn vào đây sau đó các bạn click save là xong Sau đó các bạn có click say là xong khi các bạn đủ min pay. Sau đó khi các bạn đủ min pay là khi các bạn đủ min pay là 0.2 đô thì các bạn làm lần withdraw bình thường và nó tiền nó sẽ tự động về ví của các bạn ngay lập tức. Mình có rút tiền về 0. được được 0.98 đô thì nó đã về ngay lập tức trong cái ví của mình. Thì ở đây nó còn trừ phí nữa nhé các bạn, nó còn trừ phí nữa. Đối với rút tiền về Payeer thì nó có trừ phí. Ok với những gì mà mình chia sẻ thì chúc các bạn có thể kiếm được thật nhiều tiền với ứng dụng Volotic đọc mail này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ cho mình một like cũng như là một comment thật thiện chí. Xin chào và tạm biệt các bạn.